Cảm ơn giáo sư Châu. Xin chào Phó giáo sư Lan và xin chào tất cả quý vị đồng nghiệp và đại biểu ở đây. I'm going to present in Vietnamese. It will be more challenging for me, but probably it will be quicker. Và tôi xin cố gắng để mà báo cáo trước cái dấu hiệu time out nó xuất hiện trên cái màn ảnh. Time out tiếng Việt mình gọi là trí mơ o út. Thì cái bài báo cáo ngày hôm nay của chúng tôi đó là nó là cái trong cái sự liên tục của cái bài báo cáo vừa qua của Phó giáo sư Hạnh. Tôi xin phép được nói về thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán và theo dõi COPD. Thực ra nếu mà chúng ta nói về cái thăm dò chức năng hô hấp và nếu mà chúng ta nói về COPD đó thì chắc là tất cả mọi người đều biết rằng là cái tiêu chuẩn vàng, cái tiêu chuẩn chính, đó chính là cái sự giảm thiểu của cái chỉ số Gensler, có nghĩa là FEV1 trên COPD, trên FVC, và cái đó nó dưới 0,7%. Và chỉ có sau đó, đó thì là lúc đó chúng ta mới có thể biết rằng là cái người bệnh nhân đó có bị COPD hay không. Tuy nhiên, lúc nãy cũng có rất là nhiều người nói rằng là nếu mà chúng ta có một số các bệnh nhân và những bệnh nhân đó có tất cả những cái triệu chứng của người bị COPD và nhất là những cái bệnh nhân đó là những bệnh nhân có hút thuốc lá thì lúc đó chúng ta làm gì? Và tôi xin được nhắc lại sơ qua cái nghiên cứu của cái nhóm Spiromix đăng vào tạp chí New England Journal of Medicine vào năm 2016. Thì cái nghiên cứu này nó tương đối là đơn giản và nó đưa ra một cái tiêu đề nó là như vậy. Chúng ta có những người bệnh nhân hút thuốc và đến nhập viện bởi vì có những cái triệu chứng lâm sàng, và những cái triệu chứng lâm sàng đó là ho, khó thở và có đờm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thăm dò chức năng hô hấp thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chỉ số Gensler nó cao hơn là 70%. Thế thì chúng ta có thể nào mà quyết định rằng là những người bệnh nhân đó có phải là bệnh nhân bị COPD hay không? Thì cái nghiên cứu này đó rất là đơn giản. Các tác giả này đã quan tâm đến tất cả những ai đã từng hút thuốc lá và sẽ dựa trên hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên đó là có hay là không có cái hội chứng tắc nghẽn được định nghĩa bởi cái chỉ số Gensler dưới 70%. Vậy đây thì các anh các chị thấy rằng là rõ ràng là có hai nhóm. Một nhóm được gọi là Preserved Spirometry, có nghĩa là chỉ số Gensler bình thường. Và một nhóm là Obstructive Spirometry, có nghĩa là hội chứng tắc nghẽn. Cùng với cái tiêu chuẩn về thăm dò chức năng hô hấp đó, thì có thêm một cái tiêu chuẩn thứ nhì mà lúc nãy Phó giáo sư Hạnh cũng đã trình bày sơ qua. Đó là cái bảng câu hỏi CAT. Cái bảng câu hỏi CAT đó thì cho phép chúng ta biết rằng là những người bệnh nhân đó có triệu chứng hay là không có triệu chứng, và cái sự có triệu chứng hay không có triệu chứng đó được đánh giá bởi một cái thang điểm, đó là 10. Trên 10 là có triệu chứng và dưới 10 là không có triệu chứng. Thế thì từ hai cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta dễ dàng nhận định rằng là có 4 nhóm. Và cái 4 nhóm đó thì sẽ có một nhóm tương đối là nặng bởi vì có triệu chứng và cùng lúc có cái hội chứng tắc nghẽn. Đó là cái nhóm màu đỏ ở đây. Và có một cái nhóm màu xanh. Và cái nhóm màu xanh đó là cái nhóm mà không có triệu chứng và cũng chẳng có tắc nghẽn. Thì hai cái nhóm đó thì rất là đơn giản rồi. Nhóm màu đỏ là nhóm không tốt. Nhóm màu xanh là cái nhóm tương đối khả quan. Tuy nhiên giữa hai cái nhóm còn lại, có nghĩa là một nhóm có triệu chứng tắc nghẽn nhưng không có triệu chứng, và ngược lại một nhóm có triệu chứng nhưng không có cái tắc nghẽn, thì hai cái nhóm đó, nhóm nào nặng hơn nhóm nào? Và dĩ nhiên lúc mà chúng ta đưa ra những cái tiêu chuẩn thì chúng ta cũng cần phải có một cái tiêu chí. Tiêu chí đó là những cái lần mà lên cơn exacerbation, có nghĩa là lên cơn cấp. Và ở đây đó thì chúng ta đều thấy rất là rõ rằng là có 4 nhóm của những người đã hút thuốc, và trong 4 nhóm này, và dĩ nhiên có một cái nhóm thứ 5 đó là nhóm chứng, có nghĩa là những ai không hút thuốc. Và cái tiêu chí đó là đợt cấp trong năm. Và chúng ta thấy rằng là cái nhóm mà vừa có triệu chứng, vừa có hội chứng tắc nghẽn là cái nhóm mà có nhiều nguy cơ có đợt cấp nhất. Và ngược lại cái nhóm mà không có triệu chứng và không có và cái nhóm mà không có triệu chứng và không có tắc nghẽn thì cái nhóm có ít nguy cơ nhất. Nhưng mà ở đây thì tôi đã vẽ ra một cái làn ranh, và cái làn ranh đó là cái làn ranh chia theo tiêu chuẩn của Gold là ai có hoặc là không có hội chứng tắc nghẽn. Thì rõ ràng ở đây đó là cái nhóm không có hội chứng tắc nghẽn
có nghĩa là cái nhóm phía bên tay phải của quý vị, và có triệu chứng lại là cái nhóm mà có hội chứng tắc nghẽn nhưng mà không có triệu chứng, là cái nhóm mà tương đối nhẹ hơn, là cái nhóm mà không có hội chứng tắc nghẽn nhưng mà có triệu chứng. Thành ra cái kết luận ở đây đó là thực ra trong cái nhóm bệnh nhân này, cái hội chứng tắc nghẽn theo định nghĩa của Gold có nghĩa là chỉ số Gensler dưới 70%, không quan trọng bằng những cái triệu chứng lâm sàng mà chúng ta thường gặp phải, có nghĩa là ho, khó thở hay là có đờm. Thì cái câu hỏi ở đây đó là cái câu hỏi rất là quan trọng, rằng là cái hội chứng tắc nghẽn đó nó có đóng một cái vai trò quan trọng trong cái bệnh lý của một cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nếu mà nó có thì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng là tại sao lại có kết quả như vậy. Nếu mà nó không có thì chúng ta lại đặt câu hỏi rằng là thế thì chúng ta có nên đặt lại vấn đề của cái định nghĩa của cái bệnh COPD không. Và có cái câu hỏi thứ ba đó là liệu rằng là cái chỉ số Gensler này nó có đủ chuẩn xác để mà cho phép chúng ta đánh giá cái hội chứng tắc nghẽn đó hay không mà thôi. Thì cái phần còn lại của cái bài báo cáo ngày hôm nay của chúng tôi đó là sẽ cùng các anh các chị đi xem qua một số những cái định nghĩa và cái tiêu chuẩn của cái sự thăm dò chức năng hô hấp trong bệnh COPD. Thì chúng tôi sẽ bắt đầu bằng những cái điều mà rất là cơ bản. Cái điều thứ nhất đó là đường cong lưu lượng thể tích. Thì ở đây ai cũng biết rằng là đây là cái đường cong lưu lượng thể tích bình thường. Và đây là cái đường cong lưu lượng thể tích mà chúng ta rất là thường gặp phải nơi người bệnh nhân bị COPD. Không có gì mới, không có gì lạ, không có gì khó. Và dĩ nhiên, những cái định nghĩa của nó thì tất cả mọi người đều biết. Cái bình thường thì cái chỉ số Gensler nó sẽ trên 70. Cái người có bị COPD thì cái chỉ số Gensler nó sẽ dưới 70. Thì có cái điều mà thứ nhất tôi xin muốn được chia sẻ cùng với lại các anh các chị, tuy rằng đây có lẽ là một cái thông tin mà một số các anh các chị đã nắm rất rõ rồi, là khi mà chúng ta làm một cái hay là đo một cái đường cong lưu lượng thể tích nơi người bệnh nhân thì có hai cách đo. Cái hình lúc nãy mà chúng ta vừa thấy và cái cách đo thứ nhì đó là cùng một lúc thì chúng ta theo dõi cái sự mà tăng trưởng của cái thể tích thở ra. Và trên cái định nghĩa của cái thể tích thở ra đó thì ở đây chúng ta thấy rằng là có, chúng ta sẽ lấy cái dây đầu tiên sau khi mà thở ra và chúng ta sẽ nói đó là cái FEV1. Và cùng một lúc đó thì chúng ta cũng phải yêu cầu người bệnh nhân thở ra trong cái thời gian đủ dài để mà chúng ta có thể tin cậy và nói rằng là chúng ta đã đo đạt được cái FVC, có nghĩa là cái dung tích sống gắng sức. Thì cái thời gian đó là tối thiểu là 6 giây và chúng ta cũng có thể đi đến 10 giây. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta quay lại cái đường cong lưu lượng thể tích đó, biết rằng là ở trong cái đường cong lưu lượng thể tích này thì cái mốc thời gian đó nó không có được rõ ràng lắm. Nó chỉ là cái sự tương quan giữa cái lưu lượng và cái thể tích. Thời gian nó không có ở đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đặt cái câu hỏi thế thì trên cái sơ đồ này FEV1 nó nằm ở đâu, thì cái việc đó nó cũng đưa tương đối, nó cũng rất là dễ. Các anh cứ chỉ cứ bắt đầu đếm từ cái lúc đầu người bệnh nhân thở ra và đếm một giây thôi thì cái FEV1 nó sẽ nằm ở đó. Và trên cái đường cong lưu lượng thể tích này đó thì cũng rất là có nhiều người nhầm lẫn, nói rằng là nếu mà cái phần đầu là FEV1 nó chỉ là một giây thôi thì cái phần sau đó thì nó có thể nó còn ngắn hơn nữa. Nhưng mà thực ra là không. Bởi vì chúng ta nói rằng là nếu mà chúng ta đo cái dung tích sống gắng sức phải cần đến 6 giây, thì nếu mà cái đoạn đường từ đây đến đây nó là 1 giây, thì cái đoạn đường từ đây cho đến cuối cái đoạn đường nó sẽ từ 5 cho đến 9 giây, tùy vào cái thời gian mà chúng ta ấn định để mà đo cái này từ 6 cho đến 10 giây. Thì cũng giống như các anh chị mà đi trên cái đoạn đường mà cao tốc, đi thì rất là nhanh cái đoạn đường đầu, nhưng mà khi mà sắp tới thành phố rồi đó thì nó sẽ là nghẹt lại, thì đó là cái đoạn đường sau. Và bởi vì cái thời gian đó nó rất là dài nên rất là thường khi mà chúng ta đo cái lưu lượng thể tích đó thì chúng ta sẽ có cái hình này là cái hình chuẩn. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có khéo thì rằng là cái đoạn đường sau cùng thì cái người bệnh nhân nó sẽ không có thở cho đến hết. Và bởi vì người bệnh nhân không có thở cho đến hết, và nếu mà kỹ thuật viên không có nắm rõ cái việc đó, thì là cái FVC của chúng ta nó sẽ bị đo sai và nó sẽ giảm đi. Và nếu mà FVC mà nó giảm đi thì dĩ nhiên cái FEV1 trên FVC nó cũng sẽ đánh giá sai. Và đáng nhẽ nó phải là thấp, nhưng ở đây nó lại là bình thường hay nó lại là cao. Thì đó là một cái lỗi kỹ thuật.
Chúng ta chỉ cần biết cái đó và chúng ta có thể tránh được cái lỗi kỹ thuật đó. Các thầy cô chỉ cần quan tâm, chỉ bảo cho các bác sĩ trẻ hay là các kỹ thuật viên, chúng ta sẽ thoát ra được cái đó. Thế thì bây giờ chúng ta vẫn đo cái đường cong lưu lượng thể tích theo chuẩn rất là tốt, kéo dài đủ 6 giây hoặc là 10 giây. Thế thì chúng ta có thể nào mà chúng ta có cái chỉ số Gensler nó vẫn bình thường trong khi người bệnh nhân rõ ràng là có cái hội chứng tắc nghẽn? Thì tôi xin thưa là như vậy. Nếu mà chúng ta nói rằng là cái FEV1 nó ở đây đó, thì tất cả mọi người đều có cái sự đồng thuận nói rằng là cái FEV1 nó chỉ đánh giá cho chúng ta lưu lượng ở phế quản, có nghĩa là ở phần trên. Trong khi đó, cái lưu lượng ở tiểu phế quản, có nghĩa là vùng xa, vùng sâu, thì nó lại nằm ở những cái phút giây cuối cùng của cái đường cong lưu lượng thể tích. Và bởi vì thế nên có những trường hợp mà chúng ta sẽ có những người bệnh nhân như vậy. FEV1 bình thường, nhưng mà lưu lượng của trong tiểu phế quản nó bị giảm xuống. Thì dĩ nhiên có những cái chỉ số để mà chúng ta có thể đánh giá cái đó, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến FEV1 và chỉ số Gensler, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không thấy được cái sự giảm thiểu của lưu lượng ở nơi tiểu phế quản. Và bởi vì thế nên chúng ta không có thể phát giác ra được những ai đã có những cái hội chứng tắc nghẽn. Tuy rằng cái hội chứng tắc nghẽn đó nó chỉ liên quan đến những cái tiểu phế quản ở vùng sâu, vùng xa, nó chưa ảnh hưởng đến cái FEV1, có nghĩa là những phế quản ở cái vùng gần. Vậy thì cái phần sâu cùng của cái bài báo cáo của chúng tôi ngày hôm nay đó, dĩ nhiên nếu mà tiểu phế quản ở vùng sâu, vùng xa bị tắc nghẽn thì lúc đó, thì là cái thể tích ở phế nang nó cũng sẽ bị giảm đi. Nói một cách khác, nếu mà thể tích phế nang giảm đi thì cái thể tích của khí quản nó sẽ tăng lên. Thành ra cái phần sau này của cái bài báo cáo thì tôi sẽ đề cập đến ba cái tiêu đề liên quan đến cái thăm dò chức năng hô hấp trong cái việc mà chẩn đoán sớm của bệnh COPD. Tiêu đề thứ nhất đó là cái vai trò của cái khí quản và cái vai trò của cái chỉ số khí quản chia cho dung tích toàn phổi RV trên cái TLC. Thứ nhì đó là cái vai trò của khuếch tán DLCO. Và cái điều thứ ba đó, tuy rằng là cái việc này nó không có hẳn nó liên quan đến cái việc chẩn đoán, nhưng mà lúc nãy Phó Giáo sư Hạnh cũng có nói rằng là cái điều trị trong COPD nó rất là quan trọng, thì tôi cũng xin được phép nói sơ qua về cái tầm quan trọng của cái lưu lượng đỉnh hít vào PIF. Tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng quan tâm đến cái lưu lượng đỉnh thở ra PEF, peak expiratory flow, nhưng mà cái peak inspiratory flow nó cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng, mà theo tôi nghĩ thì cho đến ngày hôm nay ít người quan tâm đến. Thì nếu mà chúng ta quay trở về với lại cái sinh lý hô hấp đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu mà chúng ta có cái hội chứng tắc nghẽn tiểu phế quản ở đây thì tự nhiên đó khí nó sẽ đi vào khó khăn và nó sẽ đi ra càng khó khăn hơn nữa, và bởi vì thế nên cái khí quản nó sẽ tăng, và khí quản mà nó tăng đó thì nó sẽ đưa ra cái tình thế nó là như vậy. Tôi xin lỗi, ở đây đáng nhẽ nó có một cái hình mà đáng lẽ nó ở đây. Nếu mà khí quản nó tăng đó thì nó sẽ đưa ra một cái tình thế nó như vậy, và cái tình thế đó nó sẽ do bẫy khí. Có nghĩa là khí quản tăng lên thì tất cả mọi thứ này đều tăng. Vào cái thời buổi đắt đỏ, giá cả nó tăng thì khí quản tăng thì tất cả những thứ khác càng tăng. Nhưng mà nó tăng như vậy đó thì nó sẽ gây ra một cái hội chứng gọi là tăng dung tích toàn phổi, hoặc là tiếng Anh là lung hyperinflation. Cái việc này đó thực ra nó là cái vấn đề rất là khó chịu đối với người bệnh nhân. Bởi vì ở hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian, nhưng mà bình thường nên người bệnh nhân mà hít thở ở cái mức độ này, họ sẽ hít thở một cách rất là thoải mái. Trong khi nếu mà người bệnh nhân mà hít thở ở một cái chế độ này thì lúc đó đến lúc nào họ cũng cần dùng đến năng lực. Và bởi vì thế nên những cái người bị COPD vào những cái giai đoạn chót thì trong cái chỉ số body đó thì là cái sự giảm cân đó, nó cũng là một cái dấu hiệu không tốt cho người bệnh nhân. Thì quay trở lại với lại những cái nghiên cứu lâm sàng, thì đây là một cái nghiên cứu mà tôi thấy cảm thấy rất là thú vị, là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái nghiên cứu đó thì các tác giả đã quan tâm đến tất cả những ai có hút thuốc lá nhưng mà không có bị hội chứng tắc nghẽn preserved spirometry, và họ sẽ quan tâm đến cái sự mà có hay là không có bẫy khí, có nghĩa là có hay không có cái sự tăng của cái khí quản so với lại cái thể tích phổi toàn phần. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả các người hút thuốc đều có cái thông số liên quan đến cái thông số Gensler nó bình thường. Có nghĩa là FEV1 trên FVC nó cao hơn 90% của giá trị lý thuyết.
Và trong nhóm này đó thì nếu mà chúng ta quan tâm đến những cái người mà có hay không có khí cảm đó, thì chúng ta thấy rằng là ở phía bên tay phải đó là những cái người khí cảm tăng và ở phía bên tay trái đó là những người khí cảm bình thường. Và lúc đó đó chúng ta theo dõi cái nhóm này và cái thực sự cái nghiên cứu này nó kéo dài không phải là một năm, không phải là hai năm, nó kéo dài đến 24 năm. Và trong cái quá trình 24 năm đó thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái người nào mà có khí cảm bình thường thì họ ít cái nguy cơ tử vong hơn so với những người có khí cảm tăng. Và dĩ nhiên, những người đó lúc mà đã được đo thăm dò chức năng hô hấp cách đó 20-24 năm đều có cái chỉ số Gensler bình thường. Chỉ dựa trên cái khí cảm không mà thôi. Thì nó thì rõ ràng cho chúng ta thấy có cái sự khác biệt. Và cái sự khác biệt đó nó nằm trên cái bẫy khí mà chúng ta vừa mới nhắc lúc nãy. Đây là một cái nghiên cứu mới hơn, được đăng vào trong cái tờ báo Frontiers in Medicine vào tháng 3 năm nay. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái mà bể khí đó, cái air trapping đó, nó càng nặng bao nhiêu thì cái cơ nguy của những người bệnh nhân đó sẽ càng cao bao nhiêu để mà có những cái đợt cấp. Và ở đây thì các tác giả này đã chia ra hai loại đợt cấp. Đợt cấp gọi là bình thường, có nghĩa là đợt cấp chỉ khiến cho người bệnh nhân đi nhập viện mà thôi. Và đợt cấp mà gọi là nặng, có nghĩa là khiến cho người bệnh nhân không những nhập viện mà còn phải đi vào ICU và đôi khi thở máy. Thì cho dù là cái này hay cái kia thì nếu mà cái bể khí nó tăng thì cái nguy cơ có những cái đợt cấp nó cũng sẽ đều tăng theo. Cùng một lúc đó thì trong cái nghiên cứu này thì chúng ta cũng thấy rằng là ở đây đó là cái nghiên cứu mà người ta quan tâm đến tất cả các bệnh nhân COPD có hay là không có cái hội chứng tắc nghẽn. Thế đây chúng ta thấy rằng là dĩ nhiên cái người bệnh nhân mà có hội chứng tắc nghẽn với cái FEV1 nó rất là thấp. Ở đây nó là dưới 44% và có bể khí. Thì cái việc mà có những cái đợt cấp trong năm đó là cái chuyện bình thường. Đó, ai chúng ta ai cũng biết cả. Nhưng mà nếu mà các chị nhìn vào cái phần này, có nghĩa là cái phần trái, có nghĩa là những cái người bệnh nhân không có cái hội chứng tắc nghẽn là bao, FEV1 nó trên 70% và có cái bể khí tương đối cao, có nghĩa là có cái chỉ số RV trên TLC trên 49%, thì những người đó tuy rằng là không có hội chứng tắc nghẽn nhưng mà vẫn có nguy cơ có những cái đợt cấp cao và đôi khi có những cái đợt cấp nặng. Cái điều thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ đó là ngoài cái chúng ta quan tâm đến cái khí cảm và cái bể khí thì cũng có một cái nghiên cứu khác nói rằng là tại sao chúng ta không có thử xem coi cái khuếch tán lúc nãy Phó Giáo sư Hạnh cũng có nói tới trong bệnh COPD đóng cái vai trò quan trọng, thì cái khuếch tán so với cái chỉ số Gensler cái nào nó sẽ nhạy hơn. Thì ở đây cũng vậy, các tác giả này đã quan tâm đến tất cả những người bệnh nhân hút thuốc với chỉ số Gensler bình thường, gọi là preserved spirometry hoặc normal spirometry, và họ xem coi những người bệnh nhân đó có ai có khuếch tán bất bình thường hay không, có nghĩa là có DLCO bị giảm hay không. Thì trong cái nghiên cứu này thì họ chia ra làm hai nhóm, một nhóm DLCO bình thường, nhóm ở phía trên, và một nhóm DLCO thấp. Và cùng một lúc đó thì họ sẽ theo dõi các bệnh nhân này trong vòng 10 hay 12 năm. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng là sau 10 hay 12 năm thì cái nhóm mà DLCO bình thường đó, trên số 59 người thì sẽ có 2 người trên tổng số 59 người sẽ có 2 người sẽ có cái hội chứng tắc nghẽn trong mấy năm sau đó. Trong khi đó trong cái nhóm mà DLCO thấp mà lúc đầu không có hội chứng tắc nghẽn thì có đến 10 trên 46 người sẽ có cái hội chứng tắc nghẽn trong vòng 10 hay 12 năm đó. Thì cái sai này nó cũng giống như cái sai kia, có nghĩa là kết quả nó cho chúng ta thấy rằng là cái cơ nguy để mà thực sự có một cái hội chứng tắc nghẽn sau nhiều năm khi mà chúng ta đã có một cái DLCO bình thường hay không bình thường nó sẽ khác biệt. DLCO bất bình thường sẽ cho chúng ta một cái cơ nguy đó là 22%. DLCO bình thường thì cái cơ nguy để mà có cái hội chứng tắc nghẽn nó chỉ có 3% mà thôi. Thì dĩ nhiên tất cả những người đó là những người hút thuốc và có cái cơ nguy có bệnh COPD. Thành ra đó cho chúng ta thấy rằng là cái chỉ số Gensler nó tốt bởi vì nó rất là dễ thực hiện, nhưng mà có lẽ cái độ nhạy của nó không có cao lắm so với lại cái khí cảm và so với lại cái DLCO. Và để kết luận cái bài báo cáo này đó thì tôi xin nói sơ qua về cái lợi ích của cái lưu lượng đỉnh hít vào, peak inspiratory flow.
thì cái peak inspiratory flow đó thực ra đó nó quan trọng đối với người bệnh nhân COPD một cách rất là đơn giản, là bởi vì chúng ta cần phải có một cái khả năng hít vào cho nó đủ để mà chúng ta có thể hít vào các thuốc của các thầy cô đã kê đơn. Và cái đó nó dựa trên hai tiêu chuẩn. Thứ nhất đó là cái lực, cái flow, và cái thứ nhì đó là cái thời gian. Cái lực nó phải đủ mạnh để mà hít vào, và cái thời gian nó sẽ đủ lâu để mà cho những cái thuốc nó hít vào đó nó có đủ cái thời gian để mà nó lan tỏa trong hai cái lá phổi của chúng ta. Thì cũng có một số những cái nghiên cứu ngày hôm nay quan tâm đến cái tiêu chuẩn của từng cái device một, của từng loại thuốc một, và rồi sau đó thì nói rằng là loại thuốc này thì có cần có cái peak này hoặc là có cái thời gian kia. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ là không phải là hít mạnh là lúc nào cũng tốt, tại vì tùy vào loại thuốc. Có những cái loại thuốc là loại thuốc bột đó, loại thuốc bột đó là những cái loại thuốc mà chúng ta gọi là powder, thì chúng ta cần phải hít mạnh tại vì bột nó sẽ khó vào. Nếu mà chúng ta không có đủ cái lực thì bột nó sẽ không có vào đến phổi. Nhưng mà có những cái loại thuốc mà chúng ta vẫn thường dùng, đó là cái MDI đó, metered dose inhaler. Nếu mà chúng ta hít vào mạnh quá thì thay vì nó vào trong phổi thì nó sẽ nằm ở cái vùng, ở những cái vùng cuống họng, thì cái đó cũng là cái điều không tốt. Thành ra tùy vào loại thuốc, tùy vào bệnh nhân, và lúc đó thì chúng ta cần phải nói chuyện với lại các công ty để mà xem coi những cái mà dụng cụ hít nó có thích ứng với lại người bệnh nhân của chúng ta, với lại cái thăm dò chức năng ấp và với lại cái PIF, cái lưu lượng điện hít vào nó là như vậy. Để mà kết luận thì tôi xin nói rằng là khi mà người bệnh nhân đó có rõ ràng có triệu chứng nhưng mà không có cái chỉ số Gensler giảm đi thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta có thể, nếu mà làm được, đo khí cảnh. Và cái khí cảnh đó sẽ cho phép chúng ta đánh giá được cái cơ nguy có cái đợt cấp trong năm, và với cái thời gian dài hơn thì xem coi cái tỷ lệ tử vong của người bệnh nhân đó như thế nào. Điều thứ nhì đó là nếu mà chúng ta đo DLCO thì chúng ta thấy rõ rằng là ít nhất là với những cái nghiên cứu mà ngày hôm nay chúng ta có, DLCO nó sẽ cho phép chúng ta đánh giá một cách sớm hơn cái nguy cơ để mà có cái triệu chứng tắc nghẽn theo định nghĩa của Gold. Và cuối cùng thì là cái peak inspiratory flow nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nắm bắt được cái sự công hiệu hay là không có công hiệu của các thuốc hít. Và để mà kết luận thì cái đường cong lưu lượng thể tích chúng ta ai cũng dùng. Chúng ta biết cái FEV1 nó nằm ở đâu. Và lúc đó chúng ta nói rằng là có hai điều chúng ta nên nhớ. Thứ nhất là phải chịu khó yêu cầu bệnh nhân thở ra ít nhất trong vòng 6 giây. Thứ nhì đó là có những cái trường hợp tuy rằng là thở ra rất là chuẩn nhưng mà FEV1 nó vẫn bình thường. Trong khi đó thì những cái lưu lượng ở tiểu phế quản nó đã bắt đầu bị giảm xuống. Cùng một lúc đó thì chúng ta cũng đừng quên rằng là cái bệnh COPD chính xác nó là cái bệnh nó sẽ bắt đầu từ tiểu phế quản, small airway disease, và từ từ nó mới lan tỏa lên đến những cái phế quản to. Thành ra nếu mà chúng ta có khả năng để mà phát giác ra ngay từ lúc đầu thì có lẽ lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ khác, và có lẽ lúc đó nó sẽ khác hơn. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người.